Chiều nay 28 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội bóng các ngôi sao Hàn Quốc K-League All-Star. Các cầu thủ đều tỏ ra vui vẻ và rất hào hứng với buổi tập này. Sự có mặt của U22 Việt Nam thu hút cả những phóng viên đến từ Hàn Quốc. Về tình hình lực lượng, chỉ có duy nhất tiền vệ Đức Huy gặp chấn thương nhẹ và phải tập riêng với bác sĩ người Đức. Còn lại, tất cả các cầu thủ đều đạt trạng thái sung mãn về thể lực. Mở đầu buổi tập, huấn luyện viên Hữu Thắng cho các học trò khởi động nhẹ nhàng. Sau đó, U22 Việt Nam được chia làm hai đội, thực hiện các bài tập kiểm soát bóng với yêu cầu những đường chuyền phải nhanh và ít chạm. Huấn luyện viên Hữu Thắng cho các cầu thủ, tiền vệ và tiền đạo tập riêng với những mảng miếng phối hợp tấn công và dứt điểm. Kết thúc buổi tập của hai Việt Nam, họ đã nhận được những niềm vui khá lớn khi có nhiều những cổ động viên xuống tận sân và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho trận đấu ngày mai. Ngay sau buổi tập của U22 Việt Nam là buổi tập đầu tiên và cũng là buổi tập duy nhất làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình của đội bóng K-League All-Star. Các ngôi sao đến từ Hàn Quốc chỉ tập nhẹ nhàng, sau đó huấn luyện viên Hoàng Sun Hong cho các học trò thực hiện các bài tập về bóng ném và kết thúc bằng những bài tập chiến thuật. Trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam và K-League All-Star sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai, 29 tháng 7. Vé xem trận đấu này đã được ban tổ chức phát hành với 3 mệnh giá: 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng.